Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Ngọc Mai và đây là kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược thời gian, trở về thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Bản thân tôi luôn tự hỏi, không khí ngày hôm đó đặc biệt như thế nào nhỉ? Có gì khác biệt so với những gì chúng ta được học trong sách vở? Thật may mắn, hôm nay chúng ta có sự hiện diện của nhà sử học Nguyễn Mạnh Hùng người đã dành nhiều năm nghiên cứu về giai đoạn này. chào anh hùng. chào ngọc mai và quý vị thính giả. thực ra sách vở chỉ ghi lại những sự kiện chính, còn không khí thực sự của ngày hôm đó thì thú vị hơn nhiều. mai có biết nhiều người dân đến dự lễ độc lập không chỉ để chứng kiến sự kiện trọng đại mà còn vì một lý do rất đời thường không? lý do đời thường? thật sao? lý do gì mà khiến mọi người tập trung đông đảo đến vậy à? tôi tò mò quá. Họ đến để xem mặt Bác Hồ. Nghe có vẻ lạ, nhưng đúng là vậy. Nhiều người dân ở các vùng xa xôi chưa từng được gặp Bác, nên ngày hôm đó là cơ hội để họ được tận mắt chứng kiến vị lãnh tụ của dân tộc. Điều này thú vị quá. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến góc độ này. Vậy anh Hùng có thể kể thêm về không khí ngày hôm đó được không ạ? Tưởng tượng xem, một triệu người chen trúc tại vườn hoa Ba Đình, cờ hoa dập trời, không khí náo nhiệt như ngày hội. Ấy vậy mà khi Bác Hồ xuất hiện tất cả đều im phăng phắc. Bác giản dị trong bộ kaki vàng, dép cao su, tay cầm gậy, khác hẳn với hình ảnh một vị nguyên thủ mà mọi người thường tưởng tượng. Vậy là hình ảnh Bác Hồ rất gần gũi với người dân, phải không ạ? Chính xác. Và điều bất ngờ hơn nữa là khi Bác đọc Tuyên ngôn độc lập, Bác đọc đôi chỗ lặp lại, đôi chỗ ngập ngừng, lại còn quay sang hỏi nhỏ, ông Vĩnh Thụy phải không? Khi nhắc đến cựu hoàng Bảo Đại. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên. Thật sao? Nghe chuyện hậu trường thú vị vậy. Chắc hẳn lúc đó mọi người rất bất ngờ. Đúng vậy. Nhưng đỉnh điểm của sự bất ngờ là khi bác hỏi. Đồng bào nghe có rõ không? Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại chạm đến trái tim của hàng triệu người dân. Nó xóa tan khoảng cách giữa vị lãnh tụ và nhân dân. Câu nói ấy đã trở thành bất hủ. Tôi hiểu rồi. Chính sự giản dị gần gũi của bác đã tạo nên sức hút đặc biệt trong ngày hôm đó. Đúng vậy Mai. Câu hỏi của bác không chỉ là hỏi về âm thanh mà còn là sự quan tâm, chia sẻ với đồng bào. Nó thể hiện một tấm lòng yêu nước, thương dân vô hạn và chính điều đó đã tạo nên một sợi dây kết nối vô hình giữa bác và nhân dân. Qua câu chuyện của anh hùng, tôi như được sống lại những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng ấy. Một ngày hội lớn không chỉ đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà còn là ngày nhân dân ta được xem mặt vị lãnh tụ kính yêu của mình một câu chuyện thật cảm động và ý nghĩa. Cảm ơn anh Hùng đã chia sẻ những câu chuyện quý báu này. Cảm ơn Mai và quý vị thính giả đã lắng nghe. Quý vị thính giả thân mến, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 không chỉ là ngày độc lập mà còn là ngày tình cảm giữa Bắc Hồ và nhân dân được kết nối. Một câu hỏi giản dị, đồng bào nghe có rõ không, đã trở thành biểu tượng cho sự gần gũi, thân thương giữa lãnh tụ và nhân dân cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng khám phá lịch sử hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo